Vâng, xin chào anh Hưng Thịnh và xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay em sẽ test hàng cho anh Hưng Thịnh ở Bình Dương. Anh có đặt hàng bên em một mic đen. Vâng, và giá bán hiện tại bên em đang bán là 325k. Vâng, và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng, xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc qua điện thoại có số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Và khi các bạn đặt hàng sẽ có những sản phẩm như sau. Thứ nhất, một tay mic màu đen, 5 dây jack kết nối tín hiệu, 5 dây jack đơn kết nối tín hiệu, một mạch thu, một mic. Và bây giờ em sẽ kết nối với lại mạch loa kéo để test hàng cho anh ạ. Ok, và màn hình LED ở mic đã sáng. Và dưới đây là bóng LED ở mạch đã sáng ạ. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. L. Ok, và như vậy là mic anh hoạt động rất, mic của anh hoạt động rất tốt ạ. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu và gửi hàng cho anh ạ. Ok, đây là ký hiệu mạch của anh ạ. Vâng, và xin cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm trong bên em trong thời gian qua. Và xin chúc anh luôn thành công. Và xin chào, hẹn lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo ạ.